Dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài nha. Cả nhà ơi, luật sư Tuyết Ngọc với là luật sư Trọng An tới nhà của chị Loan nè cả nhà. Đó, em mới vừa được biết thông tin đó, chạy tới cả nhà. Em thấy mấy anh em quay em chạy tới. Chị Ngọc lái xe nha cả nhà. Quá là tuyệt vời cô chú anh chị ơi, tới chị quay được chiếc xe đó. Ôi. Nãy giờ đi qua Má Tư và cũng như là qua Bồ Xô Hy Lê và phải chạy về tới đây cả nhà. Đó. Thì cô chú anh chị biết rồi, thì luật sư Tuyết Ngọc, luật sư Trọng An tới đây thì chắc chắn là sẽ có chuyện gì lớn đây nè cả nhà, và cũng như là sắp tới sẽ có một cái phiên tòa nào đó. Rồi bây giờ mình không biết bên trong rồi còn có chị Loan hay không nữa nha. Ô quá trời hàng nè cả nhà. Wow, rất là nhiều hàng hóa ha. Đây vào bên trong. Ui bếp bun nè cả nhà. Hello em. Ủa, gì? Chào Ken. Đang đóng hàng à? Bây giờ có được chơi nè. Ken giỏi quá, quay mấy Ken này. Đóng gì à, đóng gói gì à? Em dở quá ta. Ủa bữa nay thứ bảy không có học hả Ken? Ken thấy ăn hoài mình không thấy mập lên ta. Chắc giống chú Đạt. Hay gì kể nhau hả? Mấy hôm rày có khán giả hỏi Đạt có còn làm không? Đạt mà hỏi thì bây giờ quay Đạt cho cô chú anh chị thấy nè, vẫn làm bình thường ha. Ngày nào cũng đóng gói xong cái lên máy tính. Có hai ngày Đạt bán nhà thôi mà hỏi tùm lum. Đây là nhân viên của chị Loan nè, nó sáng giờ không ăn gì, thấy ăn đói hả em? Đói hả? Ba miền đi ba miền dắt đeo hủ tiếu ba miền ăn cho vui thôi hả? Anh cũng muốn vui quá trời, có gì ăn không? Hết rồi. Vui mà nên vậy hả? Giờ này cũng 5:05 rồi cả nhà. Một buổi chiều chuẩn bị trời chuyển quá trời chuyển luôn, mây quá trời mây luôn cô chú, mây đen kéo tới ầm ầm luôn. Và bên cạnh đó thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, thành phố Hồ Chí Minh thì là cái vấn nạn là kẹt xe là nhức nhối luôn, và cũng như được coi như là nó là một cái đặc sản luôn. Đặc sản luôn cô chú anh chị. Đâu mà chạy. Đó, thì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với cả nhà mình như thế này. Mấy anh em cũng qua Má Tư để quay Má Tư chia sẻ vui vui một xíu ở Má Tư cùng với lại chị Bích Trâm. Bên cạnh đó thì từ bên chợ An Đông của Má Tư đó, tụi em sẽ chạy thẳng qua bên Bồ Xô Hy Lê để cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn mình những thông tin mới, những thông tin mà cô chú anh chị mình quan tâm mà chưa có được cập nhật nữa, và cũng như là uống chưa hết ly nước nữa cô chú anh chị. Thì thấy mấy anh em bên đây quay có luật sư Tuyết Ngọc tới và cũng như là chị Ni tới cùng với có luật sư Trọng An luôn nữa cô chú anh chị. Mà cả nhà mình thấy không, thì anh em bắt đầu bỏ ly nước chạy luôn cả nhà. Thật sự mà nói là có thông tin gì mới thì anh em sẽ cập nhật thường xuyên và nhanh, cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể để cho cô chú anh chị mình có thể biết được thông tin. Đó thì chạy bỏ ly nước chạy luôn qua bên đây thì gặp được thì có anh Tăng, anh không gặp được luật sư. ba miền thì gặp được luật sư xíu ha ba miền. Được lúc đó luật sư Tuyết Ngọc và luật sư ông vừa chuẩn bị bước lên xe. Bước lên xe, còn Tài thì cũng chạy vừa đến với cả nhà thì thấy luật sư Tuyết Ngọc vừa lên xe là chuẩn bị đi ở cả nhà, là đi là không thấy được hết, chỉ thấy ở ngoài thôi, thấy bóng dáng luật sư cầm lái trên chiếc dáng luôn hả? Bóng dáng chiếc ô tô thôi. Thật sự mà thôi, thì đó cũng là một cái cập nhật để cô chú anh chị mình ha. Bên phía bên trong thì còn có chị Ni vẫn chưa về, chị Ni vẫn còn ở nhà số 5. Thì cô chú anh chị mình cũng biết thì sao luật sư Tuyết Ngọc và luật sư Trọng An tới để làm gì cả nhà. Bên cạnh có chị Ni nữa, thì cả nhà mình còn nhớ những lời nói của chị Ni không ạ?
làm nhiều hơn nói nha cả nhà. Đúng chắc rồi. Chắn làm là nhiều hơn nói. Và bên hôm nay thì luật sư Tiết Ngọc, luật sư Trọng An và cũng như là chị Ni đã tới nhà số 5, thì em nghĩ là sẽ có một cái phiên tòa nào đó diễn ra. Nhưng mà cái phiên tòa mà em có thể khẳng định sắp tới là phiên tòa ở Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm. Tại vì mới vừa rồi là chị Loan cũng có đăng một cái bài viết về cái vụ việc là tiền BH đó mà đứa cháu gái các họ nó kháng cáo đó quý cô chú anh chị. Phía bên BH người ta đã gọi là người ta chịu hòa giải rồi, là đã trả là 53 triệu mấy trăm đó, và chị Loan đã gọi là lấy lại danh dự cho ba mình, lấy lại hình ảnh, lấy lại danh dự, đã dùng hết cái số tiền đó ủng hộ cho đồng bào ở miền Bắc đó. Còn số hơn 89 triệu của đứa cháu gái khác họ vẫn chưa chịu trả cả nhà. Thôi trả đi dê. Trả đi dê ơi. Trả đi dê nha. Đứa cháu gái khác họ vẫn chưa trả nha quý cô chú anh chị. Và cũng như là kháng cáo lên tòa án tiếp tục. Thì cái phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội chắc chắn là sẽ có diễn ra và chị Hồng Loan sẽ tham dự. Tham dự thì trong đó là cái người mà đại diện phát ngôn là chị Ni sẽ có mặt. Luật sư Trọng An và luật sư Tiết Ngọc là hai anh chị đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hồng Loan thì chắc chắn cũng phải có mặt hay cả nhà. Thì theo như em nghĩ đó là cái phiên tòa tại Hà Nội, và sắp tới đây thì chắc chắn thì một công đôi ba chuyện luôn cả nhà, sẽ có phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh và những cái vụ việc khác nữa. Như vừa rồi thì luật sư Tiết Ngọc cùng với lại chị Loan đi xuống Hậu Giang đó, thì có làm gì thì cô chú anh chị mình chắc cũng biết rồi ha. Đó, tử cung đó cả nhà, đó tử cung nha, sẽ gọi là chăm sóc tử cung nhiều hơn. Và kỳ này thì em nghĩ là tử cung sẽ mệt đây. Ngoài mặt thì tỏ vẻ là vui vẻ lắm, nhưng mà trong lòng thì em nghĩ là chắc cũng nhiều cái ổn khúc bên trong lắm cô chú anh chị. Bối rối. Và cũng như là bối rối lắm ha, chứ không phải là nó vui đâu. Tại sao mà em nói như vậy cả nhà? Tại vì cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã về rồi. Ở đây thì em không có lôi kéo cô Nguyễn Phương Hằng vào, nhưng mà em muốn nhắc cho cô chú anh chị mình nhớ cái drama ngày xưa. Thì tử cung nó cũng đã nói về cô Phương Hằng, về cái vụ việc làm cái quỹ từ thiện Hằng Hữu đó là không có, rồi giả dối thế này thế kia, nó vu khống cho cô Hằng. Thì em tin chắc rằng này tử cung sẽ bị gọi là cô Hằng gọi tên ha, cô nhà cả nhà, cô Hằng sẽ gọi tên. Bên cạnh đó thì có chị Ni, có chị Loan nè, chị Ni một đơn, chị Loan một đơn, cô Hằng một đơn, và chưa kể những cái đơn của người khác nữa. Thì chắc chắn rằng sẽ kỳ này thì tử cung coi như là cũng mệt đó cả nhà, chứ không có đùa đâu nha, cũng rất là mệt mỏi đây. Đó. Rồi bây giờ thì cả nhà mình cứ chờ đợi ha, một lát nữa thì chị Ni xuống, em sẽ cập nhật tiếp theo. Chị Ni có chia sẻ gì không, gửi đến quý cô chú anh chị mình ha. Xuống nè. Trời đang mưa rồi cả nhà, chia sẻ sơ sơ cho cô chú anh chị mình biết được rồi ha. Đây cả nhà ơi, bé Cầm với lại chị Mèo cả nhà. Dạ em chào chị. Chào. Trời lâu quá mới gặp chị Mèo nha. Dạ. Gặp chị bán bánh mì không à? Đó. Có vui cả nhà ơi. Toàn là thấy chị Mèo trên Facebook không, bữa nay mới thấy mặt ở ngoài luôn cả nhà ơi. Bé một cầm nữa nè cả nhà. Lon cả nhà ơi. Ai làm gì làm, bé Ken vẫn miệt mài đóng hàng. Đang ở khung ở lỗ nữa chứ. Đúng rồi. Chuột đâu Ken? Gọng chuột coi coi. Chuột đâu? Quá trời chuột rồi cả nhà ơi. Bé Ken giỏi quá trời. Ủa bé Bun đi học có người yêu rồi, bé Ken có chưa ta? Bun có người yêu rồi đó nha. Ken có chưa? Chưa. Vậy là thua Bun rồi. Ken quá. Thua Bun rồi. Ken có hai đứa luôn nha. Thôi là Bun có hai đứa luôn. Đứa cắm sừng. Bồn thì đứa cắm sừng. Ê ai ra bà chị Loan ta. Trời ơi. Thôi thôi Loan. Vậy. Loan ta. Vậy. Đâu cho nhìn nơi cho nó ra. Trời ơi. Trời ơi. Ủa chị Loan nè cả nhà ơi. Hết hồn à. Chị Nhân. Ủa mưa hả? Mưa. Đang lép cũng khỏe. Chị giấu chị Ni kỹ quá chị. Trời chị làm gì giấu bả cho bá mà. Trời ơi mày chuyện tốt đâu. Lát nữa chị bật mí xíu nha. Đó. Ông chị bơ chị đã làm rồi. Chị về rồi. Về à? Rồi bé Cầm nè cả nhà.
mong cầm mới. Mấy ông đi qua bên đó làm gì vậy? Ờ, bên đó có gì đâu. Đây, để kẹt đang ship sáng ra. Qua gõ cửa nhà một ca một cầm quá chờ luôn. Ủa sao mà mở ra hết rồi Ken? Mở ra để bán đấy hả? Chắc lên hả? Để ship lên hả? Chứ không để trong thùng mà. Rồi nói từ hái đồng lòng luôn. Đâu là phải đi quanh kia uống nước. Đấm lưng, đấm lưng. Và kêu uống nước. Nói chung là đau lưng rồi. Yếm thì thôi đừng có làm nữa con. Thấp đèn thổi hàng nhiều lắm. Dạ. Ê, chị Loan cả nhà ơi. Loan. Không phải chị Loan. Lên ta đẹp thằng chết thì kêu. Thôi thôi Loan ơi. Quá anh. Ngoài ơi. Con cứ dậy hoài để ngoài hưởng con. Rồi chị ơi. Ông trời cảm động đi, chị Ly cảm động rồi. Cảm động rồi. Chị Ly tới ông trời cũng cảm động luôn. Cảm động thiệt rồi đi. Hình như mình chưa mở đèn á, thắp cho nó sáng. Thôi gãy đi. Vậy nó mới có phần. Ờ ống cúng. Anh nhớ chè. Lucky. Bắt nằm dạng chè. Rồi. Chè của chị Mèo hả chị? Chè của chị Mèo đúng không? Chị Mèo mua. Đó, thấy chưa cả nhà. Đây, hôm nay là ngày 28 nha, em quay cái lịch nè. 28 là cả nhà, 26 âm nha. À, 27 âm nha. À, 28. Là còn đi tới nha. Mà còn ta nói video cũ nữa. Luật sư Tuyết Ngọc tới nha, luật sư Trọng An tới nha. Đây màn hình điện tử luôn nè. Đó. Đâu điện tử đâu? Ủa nó nhảy từ lum la vậy? Thôi.